Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản cho rằng hội nghị diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2023, đánh dấu bước khởi động đầy tích cực, hứa hẹn một năm làm việc hăng hái hiệu quả đối với toàn ngành tuyên giáo của tỉnh. Điểm lại những dấu ấn nổi bật về tốc độ tăng trưởng thu ngân sách, giá trị xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm nghèo trong bức tranh tổng thể của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Đồng chí đánh giá cao và ghi nhận biểu dương những đóng góp của ngành tuyên giáo và sự phát triển chung của tỉnh, nhất là việc giúp tỉnh ủy nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân để có những định hướng chỉ đạo kịp thời. Ban tuyên giáo đã giúp cho tỉnh ủy là cái nắm bắt tình hình nhân dân, tư tưởng của nhân dân, cũng kịp thời là tổng hợp phản ánh những cái điểm nóng, điểm gận cộ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những cái định hướng cũng như cái chỉ đạo hết sức được kịp thời để chúng ta xử lý. Ban tuyên giáo đã có hàng tuần là cái cập nhật thông tin dư luận ở địa phương, các cơ quan báo chí, các đồng chí hết sức là tích cực tham gia cái nội dung này, phản ánh rõ các việc của các vụ việc nổi cộm ở địa phương, cũng như là việc làm tốt, việc làm hay ở các địa phương mà báo chí truyền thông cũng đã nêu. Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng ngành tuyên giáo phải thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí yêu cầu cần đẩy mạnh định hướng tư tưởng, lý luận, đổi mới cách tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng và quản lý hiệu quả công tác báo chí, nhất là hoạt động của các cơ quan báo chí trung ương tác nghiệp trên địa bàn tỉnh. Diễn biến của năm 2023 thì chúng ta có nhiều xu hướng triển khai các cái nhiệm vụ từ công tác cán bộ cho đến công tác phát triển kinh tế. Tới đây thì phải giải phóng cái con đường vành đai 4, vành đai 3,5 giữa Hưng Yên với Hà Nội và các tỉnh khác. Cái cơ chế chính sách khác nhau. Thì đây là một câu chuyện thách thức. Và thưa các đồng chí là năm 2023 này chúng ta phải giải phóng khoảng gần 4.000 ha. Năm 22 thì các đồng chí mới được gần 1.000 đấy nhá. Thế còn 4.000 ha bây giờ chúng ta giải quyết thế nào? Không, chỉ là trong một năm. Thứ hai là các cái vấn đề mà chúng ta đưa cái chủ trương an sinh. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi có quy định là không cho chăn nuôi ở một số khu vực nội thị hoặc đô thị hoặc phường, sẽ tác động đến cái việc là chuyển đổi lao động của người dân chúng ta. Thì cũng sẽ có dư luận và sẽ có những cái việc tư tưởng người dân cần phải nắm sớm hơn, nhanh hơn. Nhân dịp này, 18 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng. Nhiều tập thể cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân chủng Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác thời gian vừa qua.